Dạ, con xin mến chào và mến chúc sức khỏe đến quý khán giả thân yêu đã và đang theo dõi kênh LT Carbonsai. Thì hôm nay kênh có trở lại nhà vườn của anh Lê Bình. Thì địa chỉ cũng địa chỉ quen thuộc thì thị xã Bình Minh, Vĩnh Long. Hôm nay đến giao lưu với cô chú anh chị mình một lô cây kiểng nha. Thì với cô chú anh chị mình xem một vòng tại vườn của anh Bình ha, thì cũng có một số cây mặn, cây ăn trái quý cô chú anh chị. Hôm nay mặt hàng cũng khế gân, trang, mai chiếu thủy rồi ha. Thì quý cô chú anh chị mình xem clip thì chọn được cây nào thì liên hệ trực tiếp với anh Bình để được hỗ trợ chốt hàng sớm nhất nha quý cô chú anh chị. Là chào anh Bình. Chào Tính, chào kênh là TK Bonsai. Mình là Bình ở Bình Minh, Vĩnh Long. Hôm nay mình có một số cây khế gân, bông trang, mai chiếu thủy cũng như là một số mận An Phước để giới thiệu đến cô chú anh chị em xem kênh, coi cây nào ưng ý thì ủng hộ giùm mình. Số điện thoại của mình là 0344 686 226, đó cũng là số Zalo của mình. Thì đầu tiên thì mình xin giới thiệu đến cô chú anh chị em một lô bông trang, trang vàng lá nhỏ, cây số 1. Mình cũng xin quay sơ lược qua ha, cũng tranh thủ thời gian. Trong trang vàng số 1 này mình xin đo cái thông số đơn cho nó mau lẹ, là chiều cao là 34, cái hoành là 28. Rồi cái cây bông trang vàng số 1 này mình xin giao lưu là 250.000, bao sống bao ship. Rồi tiếp tục cây số 2, cũng như nguyên cái lô này là bông trang vàng lá nhỏ, đo cái thông số cây này có củ nở nè, chiều cao này là 24, hoành mình đo ở vị trí này được là 23. Rồi đo sơ bộ vậy đi. Cây số 2 mình cũng xin giao lưu là 250.000, cây đang sống rất là khỏe. Rồi cây số 3 xoay một vòng, cái này lai lai hình thú ha. Tượng trưng vậy. Chiều cao là 37, cái hoành mình đo được ở đây là 25. Rồi cây này mình cũng xin giao lưu là 250.000, giá rất là dễ chơi ha. Có cái mình ở đây cái chân. Rồi cây số 4, đây cây trực lắc, chiều cao của cây này là 32, hoành thân là 20. Rồi cây số 4 này mình cũng xin giao lưu là 250.000. Có tay cành số 1, số 2 không? Cây số 5 nó hay nghiêng, chiều cao của cây này là 29, cái hoành mình đo được ở đây là 28. Rồi cái cây số 5 này mình cũng xin giao lưu là 250.000, bao ship. Rồi tiếp tục cây số 6, chiều cao của cây này là 40, hoành mình đo được ở vị trí này là 24. Rồi cái cây số 6 này mình xin giao lưu là 300.000, cây một cốt tay cành. Rồi tiếp tục cây số 7, chiều cao là 32, cây này cho bông rồi ha, đây trang vàng, chiều cao 32, cái hoành hai cái thân này đo được ở đây là 24. Rồi cái cây này mình cũng xin giao lưu là 250.000, cây số 7. Cây số 8, cây này mình cắt lùng ha, đang cho bông nè, nó sung lắm, chiều cao là 27, cái hoành nguyên cái cũ chỗ này mình đo là 34, 34. Rồi cây số 8 này mình xin giao lưu là 350.000, đang cho hoa. Đây cái nụ này chừng 3-4 ngày nữa nở.
Rồi cây số 9. Lắc lắc. Rồi cây này cũng có duyên, một cốt đang cho bông. Lên đây thì nó có cây cây mẫu cây tử. Chiều cao là 40. Hoành mình đo đây là 19. Đo ngay cái eo là 19. Cái cây số 9 này mình cũng xin giao lưu là 300.000. Cây số 10. Đây cây này cũng rất là đẹp nè, có tay chi cành đóng cũng đúng nè. Rồi đang cho hoa nha, đang cho nụ cho hoa. Cái chiều cao của cây này là 33. Hoành mình đo vị trí này được là 26. Chi 1, chi 2, chi phong gì nữa đó. Cây số 10 mình xin giao lưu là 350.000. Bao sống bao ship. Này thì khỏi nói rồi, cây này rất là đẹp. Cây số 11. Mình xây một vòng. Cây này rất là sung. Chiều cao của cây này là 31. Hoành mình đo đây được là 28. Cây này bộ đế cũng đẹp ha, thân trực lắc giót búp mang, nói chung cây này rất là đẹp. Cành 1, cành 2 có đủ hết. Rồi. Giót ngọn, cây số 11 này mình xin giao lưu là 400.000. Bao sống bao ship. Rồi. Hết cái lô bông tre. Rồi, tiếp tục cái clip ngày hôm nay. Xin giới thiệu đến cô chú anh chị em một cái phôi hoa giấy Mỹ. Phôi rất là già ha. Rồi mình đo cái chiều cao đây là tượng trưng hay là 38. Hoành mình đo ở vị trí này đi là 42. Còn đó trên này là 32. Đó. Mình xoay một vòng. Cây phôi hoa giấy Mỹ này mình xin giao lưu là 600.000 bao ship toàn quốc. Cây đang sống rất là khỏe. Rồi tiếp tục cái clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu đến cô chú là một cái phôi hoa tím, hoa giấy tím quế. Rồi cây số 13. Cây đang cho bông rất là đẹp nha. Bông đậm. Chiều cao của cây này là 120. Cái hoành này là 14. Rồi. Cái thân lắc lưỡng. Này là cái tàng dù ở trên. Cây số 13 này mình xin giao lưu là 500.000. Con giấy tím quế. Lá rất là dày đẹp. 500.000 bao sống bao ship. Rồi. Rồi. Hơi bị nặng. Tiếp tục cái clip ngày hôm nay là mình giới thiệu đến cô chú anh chị em một cái phôi mai chiếu thủy da đen lá lớn. Đây, cây đang rất là sung, cái này vô dây bẻ thành cái tàn dù trên được rồi ha. Rồi mình xây một vòng, mình đo cái thông số. Cái này nó cũng quay mấy lần. Chiều cao mình đo tới đây là 65, tới khoảng này đi ha. Hoành thân ở trên này là 50. Rồi. Cây này nó có cái mình ở đây ha. Cái đuôi lên. Đó. Có mấy chân ở trước. Tổng cái hoành đế đi. Tổng cái hoành này cỡ 1m6. Hết sợi dây rồi. Rồi. Có cái mình ở đây. Rồi cái cây số 14 mai chiếu thủy da đen lá lớn này mình xin giao lưu với cô chú anh chị em là 1.900.000 bao ship toàn quốc. Đây kéo ra là được rồi ha. Đây. Tiếp tục cái clip ngày hôm nay mình gửi đến cô chú anh chị em một cái cây mai chiếu thủy này cũng gần như thành phẩm rồi, số 15. Cây này da trắng nha, có tay cành đồ vẽ sẵn hết. Dáng mẫu tử
là thú có cái đuôi, muốn anh chị em muốn tưởng tượng nó ra cái gì cũng được. Mình xin đo cái thông số tranh thủ, chiều cao là 78, cái tán từ đầu này qua bên đây đây là 1m2, tán cái chiều lớn nhất là 1m2. Rồi đo cái hoành của cái hoành hoành đây là mình đo được là 46 ha. Đây đo trên này nha, 46 đo tổng cái hai cái cây này, cái hoành đế là 1m3. Cái bộ đế là rất là đều ha, giống như cái bàn tay ở đây có tay cành sẵn đẻ sơ sơ rồi. Rồi cái cây số 15 này mình xin giao lưu là 2.900.000 bao ship. Cây này ship nó hơi cực, tay cành có cho nên là phải đóng kiện cho nó kỹ mới được. Cây nào rồi, tiếp tục cái clip ngày hôm nay mình gửi đến cô chú anh chị em một cái phôi mai chiếu thủy da đen lá lớn có cái bộ đế quái. Cây này mình cũng thanh lý, chiều cao từ đỉnh xuống mặt bầu là 84, hoành thân mình đó ở trên này là 32. Đo cái bộ đế sổ xuống đi, bộ đế ở đây là 50 51 50 đi. Này, tổng cái nồi đế, tổng cái hoành của cái cây này là 135 134. Rồi cây này nó có một cái khuyết điểm ở đây, nó bị lũa ở đây nhưng mà nó sành hết rồi nha cô chú anh chị, nó kéo da kéo mặt hết. Đây mình lục ra. Rồi cái cây mai chiếu thủy da đen lá lớn số 16 này mình xin giao lưu là 1.100.000, rất là dễ chơi, cây già dặn nha, thân lắc trên này 1.100.000 thôi. Cái này nặng. Rồi. Rồi tiếp tục cái clip ngày hôm nay mình gửi đến cô chú anh chị em là một cái cụm rừng. Cụm rừng này rất là lớn nha, cây nó đang cho tược lên đẹp nè, về thời gian ngắn là chơi rồi đó. Mình xanh xây một vòng, mình đo cái thông số chiều cao nha, đó chiều cao là 72, tán ngang là 86 85. Cái đường kính bầu mình đo đây đi là 74, 74 chiều dài 74 này nè, một bệ hết nha, liền hết đây. Đó, đây liền qua đây đó, nguyên một cục ở đây. Rồi, mình đo cái tổng cái hoành này nha. Rồi tổng hoành này nếu mà đo như vậy thì nó khoảng 1m6 đi, 1m6 1m7 gì đó, khoảng 1m6. Cái cây cái bụi cụm rừng này mình xin giao lưu là 2.500.000 bao ship, rất là dễ chơi, quá lớn luôn. Đây.
Rồi, tiếp tục cái clip ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến cô chú anh chị em một cái lô khế gân Bình Minh ha, rất là già dặn, cây già u nần. Chiều cao của cái phôi này là 49. À, tổng cái hoành của cái củ này là 63. Rồi. Cái thân của cái cây mẹ này là 30. Rồi, còn cây con. Đây, nó đạt hết nha. Rồi cái phôi khế gân số 18 này mình xin giao lưu là 1.800.000 bao ship. Cây già u nần nguyên một bể. Rồi, tiếp tục cái lô khế gân này mình xin giới thiệu đến cô chú anh chị em một cái hồi khế gân dáng như hình thú ha, cây quá già luôn, có cái giọng co lắc lại ở đây này giống như hình thú nằm. Mình đo cái chiều cao, chiều cao là 68. Hoành mình đo ở như vậy nha. Đây, ở đây là 42. Đây. Rồi còn cái mình đo tham khảo là 36. Rồi. Có chân cây lắc lượn nè, có cái co hồi lại rất là đẹp. Nguyên cái bàn tay ở đây. Rồi cái phôi khế gân số 19 này mình xin giao lưu là 2.600.000 bao ship. Đây quá già luôn, cái to này đẹp nè. 2.600.000. Rồi, tiếp tục cái phôi khế gân số 20. Đây, mình cũng xin xoay một vòng. Cái này như là nguyên một cục ở đây ha, có cái co đây, u nần từ cục hết. Chiều cao của cái phôi này là 55. Nó từ đỉnh xuống mặt bầu. Đó, đây là cái hoành ở vị trí này là 42. Nguyên một cục đặt luôn. Cái co này quá đẹp. Rồi cái phôi số 20, cái gân số 20 mình xin giao lưu là 2.500.000 bao sống bao ship toàn quốc. Phôi này quá trời. À, mình xin xoay một vòng cái đi, thở cái cây này tương đối nặng, cái bầu lớn, tay cầm múa quá trời lắc lượng. Rồi mình đo cái thông số, chiều cao là 80, cái tán ngang, tán cái tán dài nhất đây mình đo ở đây là 1m1 đi, mét mốt, mét mười mấy đó mà đến mét mốt đi. Rồi có cái tay cành bay qua đây ha, cái co này co lắc rất là đẹp nè, cái thân lắc lượng, dù cái thân cái góc chỗ này nó hơi lép cho nên mình đo sát vô đây luôn là 31, nhưng mà nó nở cái cũ ra, mình đo trên ngay cái eo thôi ha. Già dặn 31, cây quá trời lớn.
cái tay cành to. Rồi cái cây số 21 khế gân. Số 21 này mình xin giao lưu là 3 triệu. Ồ, chiều ngang quá lớn. Rồi. Ừ, xuống đó cũng được. Tiếp tục cái clip ngày hôm nay, mình cũng xin giới thiệu đến cô chú anh chị em nguyên một cụm rừng khế gân. Mình xây một vòng. Đây, cây rất là già dặn, tay cành quai nhạo. Đây. Đây thêm một cây, đây liền qua bên đây luôn nguyên một cụm rừng. Có một cây chủ ở giữa. Mình đo cái thông số. Chiều cao từ đỉnh xuống mặt bầu là 64. Cái đường kính chỗ lớn nhất của cái bầu này là cũng 64 66, 69 70 vậy đây nè. 70 đây đó. Rồi mình đo cái thân chính. Thân chính là 41. Rồi. Đó, cái tán ngang mình đo vị trí này là cũng khoảng 80, bảy mấy 80 á. Mấy cây con này là sống hết, nó liền một bệ mà. Đó. Rồi cây này được khuyến mãi thêm một cây mai nè. Rồi cái phôi số 22 22 khế gân này mình xin giao lưu là 3.800.000. Tay cành rất là lớn mà cùm tay mình hết rồi. Đây cây quay nhạo múa mai đồ luôn. Rồi được rồi. Còn cái nào? À. Xuống đó lại đi. Rồi. Rồi, tiếp tục cái lô khế gân của cái clip ngày hôm nay, mình cũng xin giới thiệu đến cái cây này cũng tương đối là đẹp nè. Mình đo cái thông số nha. Chiều cao là 77. Tán ngang của cây này là cũng 73, 72. Rồi. Cây này thì mình có thể chơi theo cái dạng bay vậy nha. Đó. Có cái cành bay bên đây. Thì chủ đứng lên. Đây. Thì anh em nào về thích chơi sao thì mình sẽ trồng đặt như vậy. Mình đo cái hoành thân. Hoành mình đo nhiều vị trí nha, tại nó nở ra. Hoành đó đây là 42. Ha, đo cái củ ở dưới. Để đo tham khảo thôi nha. Chứ không phải là đo cái này kêu cái thân. Này là vị trí này mình đo được là 57. Cây nó nở đều bốn bên đều có cái đế đều hết. Có cái cành bay này ra rất là đẹp. Về anh chị em cắt lại giùm mình cái cành này, mình để cho nó rườm rà coi, tự tay anh chị em cắt bỏ bớt cái cành này thấy nó cũng hơi trùng. Rồi cái phôi khế gân số 23 này mình xin giao lưu là 3.200.000. Nói chung là thời buổi lúc này kinh tế khó khăn, mình cũng biết cho nên là mình cũng sưu tầm những cái cây nào có cái giá cũng tương đối hợp lý. Anh chị em cứ mạnh dạn alo mình thì cũng sẽ có giao dịch được, giao lưu được ha. Nếu mà có ủng hộ giùm mình rất là cảm ơn. Rồi hết cái lô khế gân này, mình xin giới thiệu đến
cô chú anh chị em một cái cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Cây này là lá nhỏ luôn á, đang sống rất là khỏe. Cây án chực lắc nè, đây lên đây lắc qua đây, mình để hai cái đọt ở đây, anh chị em nào về muốn dựng cái đỉnh nào cắt bớt cái đỉnh cây kia nha, cành một cành hai đó, cái dáng chực lắc. Chiều cao của phôi này là 98, đế nở ra mình đo vị trí này là 50, đây 50 đo lên trên là 44, chung mình đo nhiều cái vị trí. Cái đường kính bầu, bầu này cũng tương đối nặng, đường kính bầu là 55. Rồi giờ em đi một vòng giùm anh cái dáng chực lắc rất là đẹp nha. Cái này mà cắt ở đây dựng cái đỉnh này lại đó, cắt với cái thằng này dựng đỉnh này lại đây. Rồi cái cây nguyệt quế lá sắn bông chùm số 24 này mình xin giao lưu là 1.800.000, bao sống bao ship. Cây đang sống rất là khỏe nha, đã cho hoa luôn. Rồi rồi tiếp tục cái clip ngày hôm nay thì mình giới thiệu đến cô chú anh chị em một lô mận An Phước nha. Mấy cái phôi này mình đã cắt lùng nuôi dâm ủ sống rất là khỏe rồi nha. Nguyên một lô mình có số lượng rất là nhiều, nhưng mà mình giới thiệu đại diện ở đây cho cô chú anh chị em 6 cái phôi. Phôi số 25, 26, cây sống, cây lùng 27. Cái cây này nó có thân lắc lượng rất là đẹp nè. Cái này mình để thời gian là chơi trái được mà chơi kiển được luôn. Đây cái thân rất là đẹp, nếu mà để thì để, còn không thì mình cắt bớt cái cành này. Cái co này đẹp lắm. 27, cây 28, 29, 30. Mình giới thiệu đại diện 6 cây. Cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì cứ alo cho mình sẽ gửi đến cái thông số chi tiết từng cây, hoặc là có những cái cây nào ở ngoài nữa. Tại vì cái thời gian quay clip nó cũng có hạn, cho nên là mình cũng tranh thủ. Rồi cái 6 cây mận An Phước này là cũng mình bán đồng giá là mỗi cây là 1.400.000, bao ship toàn quốc, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mong cô chú anh chị em mình cứ alo ủng hộ, giá nào có gọi là có giao lưu. Rồi 6 cây mận này cũng là cái những cây cuối cùng của cái clip ngày hôm nay. Cuối clip thì mình xin kính chúc cô chú anh chị em luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.